Trước những thực tế yêu cầu của thị trường Trung Quốc và các thị trường trọng điểm khác về sản phẩm nông sản, các tổ chức và doanh nghiệp cần được thông tin và hướng dẫn cụ thể để triển khai hoạt động sản xuất và kinh doanh được thuận lợi. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã triển khai khóa đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững, tổng quan về hệ thống truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam. Khóa đào tạo thuộc dự án hỗ trợ hợp tác kinh tế khu vực châu Á tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ. Khóa đào tạo tập trung thông tin về quy định xuất xứ hàng hóa, xuất khẩu đối với sản phẩm nông sản, về hoạt động truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu nông sản, nâng cao năng lực thiết kế bao bì, nhãn mác, các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong sản xuất. Được biết, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức GIZ Đức, nhóm tư vấn của Cục Xúc tiến Thương mại cũng đã triển khai một số nghiên cứu, khảo sát tập trung vào đánh giá và đề xuất lộ trình nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức hỗ trợ thương mại về truy xuất nguồn gốc trong xuất khẩu nông sản. Các báo cáo và khảo sát nhằm đánh giá nhận thức của doanh nghiệp về các tiêu chuẩn bền vững, tình hình áp dụng và những vướng mắc. Đặc biệt, căn cứ trên những khảo sát này, dự án sẽ có những cơ sở khoa học, thiết kế hoạt động nâng cao năng lực được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.